bây giờ nè, bây giờ khi mà mới vào trận á, bật bản đồ kho báu lên, mỗi người chấm một chỗ đi, coi bản đồ kho báu của ai ở đâu. Mình có nhảy chung không anh? Không. Mình không nhảy chung hả? Đúng rồi. Của em ở đây. Gì? Có thằng kêu là game như cái L kìa. Mày đang xem cái L đó, thằng ngu à. Đúng rồi, ở ngay đây luôn. Đây nè, của anh là ở đây nè. Bây giờ nha, cô lấy cái đó xong, cô chạy ra, từ từ. Ờ không, cô bỏ cái đó đi. Rồi còn cái của Bạc đâu? Bạc đi lấy đây nè. Ủa, Bạc lấy rồi hả? Rồi, của cô đâu? Ở đây. Ok. Bạc ơi, làm sao sống sót được Ui, đứa nào nhảy vậy? Rizama, quay đầu. Ôi, anh làm nhét đâu. Cái gì vậy? Thôi, đi 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 đi, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại theo anh nè. Em qua coi chim mà. Kìa, có xe kìa anh ơi, ngay đằng trước kìa. Kệ nó em. Kìa, nó chạy xuống kìa, có người kể chạy ra thử. Ui, lại người tiếp kìa, lúc nhúc luôn á. Đồ vãi. Còn sao anh lao xuống biển thế? Cái gì? Tao giấu chiếc xe đó, lỡ may nó bắn chiếc xe này thì mình còn chiếc xe kia ở đó. Thôi đi. Rõ ràng là em không để ý là em lao đầu xuống biển rồi đấy. Em lao đầu xuống biển em cũng có chết đâu mà lăn bo. Đúng. Đúng mà. Sao nó đúng? Kim giáp ba đi em. Mấy người bên nhau là đúng rồi, em đang mặc giáp ba rồi đây. Đúng, Risana nói đúng. Được. Đúng. Em đang mặc giáp ba này, leo leo cái đâu không có giáp ba, leo leo. Ok em. Leo leo leo. Không tìm được giáp ba để mặc leo leo. Cái nó bả nhau đây nè em, vui lắm. Cái gì mà bùm bùm kìa? Không biết, ta đang kiếm giáp bà có giáp rồi. Rồi toan AS rồi. Cái gì toan tao? Mày bị gì á, toan tao. Cứ tưởng AS bị toan rồi kìa. Toan đâu mà toan. Ôi! Sao toàn ép chắc luôn. Toàn đầu mi á. Mày hù hả? Hù cán bộ hả? Mày có tao chạy vô được rồi, tao chạy vô được rồi. Ai mẹ mày. Em không biết vô bo là em chết đó em. Vâng. Thì vậy á. Thì ra vậy nè. Trời ơi. Mọi người không thấy hả? Có chơi gì đâu, mình có chơi gì đâu, mình có chơi gì hết trơn. À, bắn em kìa. Mình không biết. Rồi xong, kinh. Mày biết tao là ai không? Tao là AS Mobile. Tao là AS Mobile, tao lên lên. Nữa. Tao là AS Mobile chứ không phải là một thằng lai rai. Nên chúng mày không cần bắn tao đâu. AS Mobile, tao lớn lên. Nó tới kìa anh. Đây, mình sẽ chơi game kia ở trong cái khung. Mày nghĩ mày là ai vậy? Bên trái, bên phải. Uầy, được vừa lờ ông giáo ạ. Cắt góc kinh vãi. Tao đâu à? Mày ở đây chờ tao tới mai luôn á mày à. Mày biết tao đem theo kỹ năng gì không? Bốn thằng mày lên núi thỉnh kinh, cái bụng trình hình là chư bát giới, cái tay sới sới là quỷ xe tăng, cái mặt nhân nhân là đường tâm tạng. Bởi vậy tại sao ta lại để chiếc xe ở đây, đúng không? Mày thật là ngu ngốc khi mà gặp tao.
Mày chỉ còn một chiếc xe duy nhất thôi. Mày biết chiếc xe này là xe gì không? Mày biết xe này không? Mày biết chiếc xe này không? Mày thấy gì chưa? Tao đang bắn chiếc xe của mày đó. Thấy gì chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Mày thấy gì chưa? Thấy không? Mày thấy thỏ chưa? Đấy. Má ơi, tính thật kìa. Thôi bò kìa, cái bò kìa, nhìn cái bò đã chưa kìa. Wow. Nhìn cái bò kìa. Ôi cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ mình hết đạn tiểu liên. Xác của ông bạc còn đạn tiểu liên không ta? Xác Rizami. Từ từ nó chạy rồi đó. Xác em làm gì có. Xác em chắc là còn. Xác em từ trên núi cao. Từ rừng núi dân Tây nối lại biển xa. Ta đi về muôn xa xôi vượt hết núi đồi. Mặt đất treo leo anh em ta về gặp nhau mừng như báo táp bước chân vời vời. Bàn tay ta níu nối tròn một vòng Việt Nam. Cửa lôi gió đêm vui lôi ngày, dòng máu lôi con tim huyền thoại. Một tầng người trong ngày mới, đường nước nước ra vơi vơi. Nè, nó sẽ chạy thẳng bo đường này nè. Thằng ngu à, mày chạy thẳng bo là mày ngu rồi. Mày sẽ gặp tao. Mày sẽ gặp AS Mobile, chạy xe ở đằng sau. Em là AS Mobile, em thấy anh sụp mặt về lờ. Gì vậy trời. Nè, chuẩn bị nè, ta tông nó nè. Tình yêu của anh thật nhỏ nhoi, cô gái xinh xắn với 3m bẻ đôi. Cầu vòng khuyết. Bò hơi xa nha. Ây da. Người anh đừng hát nữa, hay mà. Mình thấy mình hát hay vớ cơ lờ. Đấy là chỉ mình anh thấy như thế. Bị vậy lâu chưa bạn? Em thấy em hát hay mà. Tại sao anh không nhận ra điều đấy nhỉ? Ok em, ok em. Ai sắp lấy top 1 rồi. Cái gì? Thôi tao đang tính đường biên á cha nội. Biết tính đường biên là gì không? Không. Làm sao mà biết được? Chỉ có AS Mobile mới biết điều này. Điều này là điều duy nhất. Vô bò đi hả? Why so ba lăng vô bò? Là cái gì? Tại sao tôi... Tiếng Anh của mấy ông này như trình độ hơi thượng thừa. Sao mà hiểu được? What eleven in the trail. Ôi ôi rồi ôi, bắn nhau kìa. Bắn nhau. Nó bắn nhau kìa, cực kỳ là nguy hiểm. Cực kỳ là nguy hiểm. Lo bắn nhau kìa, lo bắn nhau kìa. Sếp ơi. Yeah, oh yeah, come on baby. Hết được rồi đúng không? Cái gì? Hết, ai sao tôi hết được. Đây, từ từ mình cất chiếc xe nè. Có cần đổ xăng không ta? Mình nghĩ chắc không cần đâu. Tí nữa nó chạy bo sẽ chạy đường này nè. Mấy thằng củ cải đi bo chuyên gia. Củ cải đi bo chuyên gia chạy đường này nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chơi AS lấy top 1. Đổi xanh cây kho báu của em ngay bo luôn. Đoán bo ngay từ đầu vậy. Mày em chết sớm quá. AS đã cho mình lấy một cái kho báu. Và sau đó mình rớt cái đung. Mình chết cái đoang. Sau đó mình sập cái đích. Trời, nó bắn nhau mà nó không chạy đường này ta. Mấy người này kỳ nhờ. Ở đây có cái chòi nè. Cái chòi ở đây không được. Cái chòi ở đây được nè. Không.
cong 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 cong. Không ai bắn một chiếc xe ngoài bo hết. Không ai bắn một chiếc xe ngoài bo hết. Không ai bắn một chiếc xe ngoài bo hết. Từ từ, hơi lạ nha, cái bo hơi lạ nha. Cái bo không có gốc núp hả? Cái bo có cây, anh sẽ tới vị trí cây này. Cây này là đoạn đường ngoài đây rất là trống, đoạn đường ngoài đây rất là trống. Nếu mình núp ngoài cây này thì mình núp bên cánh phải của cây này vẫn có thể được. Rất là trống. Ok đi nè. Ok chiến thuật nè. Trung tà, mày có nghe cô Ngân gọi gao bạc là gì không? Điếc à. Bây giờ anh có 10 quả bom keo. Nếu như mà trực diện anh có giáp 2 thì anh chỉ có thể chơi được 2 thằng thôi. Anh chỉ có thể chơi được 2 thằng thôi, anh sẽ không chơi được 3 thằng thứ 3 đâu. Trụ điện nó rất là một nơi rất là ngon, trụ điện rất là ngon, nhưng mà nó rất là dễ bị móc, móc cánh phải. Đây là anh nghĩ là anh nên chạy qua phải một xíu. Rồi, ai chạy qua phải một xíu rồi. Tiếp theo anh sẽ làm gì? Bỏ mạng tại đây. Anh sẽ lấy cái trụ điện. Không, anh qua phải thêm xíu nữa. Tại vì góc đường không ai núp ngoài đường hết á. Nó kìa. Không phải không anh? Cái xác hả? Nó sẽ ở trên trời. Ở anh ngoài bo. Nghe được tiếng bắn đậu xanh đó. Nó bắn anh. Thấy luôn. Anh rồi. Thích thì chơi, còn không thích thì chơi. Trụ điện trước mặt kìa. Bao nhiêu thằng vậy ta? Còn 4 thằng 1 tem. Đường vào bỏ AS này băng ra. Mày bắn hoài à, thằng nhóc à. Má, thằng nào gái vậy? Chắc thằng trên tròi. Từ từ, tròi hai thằng ấy. À? Tròi hai thằng anh chạy không được. Rất là khó chạy. Chạch góc kim góc chạy trước đây. Quả này AS toang VL. Toang đâu, anh biết đường chạy mà. Thẳng mặt đây. Thẳng mặt khả năng và bo căng cao hơn. Rất căng thẳng. Chưa vào bo. Thấy mẹ tụi mày rồi. Là hợp lý vào lời nhờ. Liệu rằng có giống như gao bạc, còn hai thằng là chết. Hay, ai sẽ lấy được top 1 đây. Chúng ta còn 5 giây để chạy bo. Ui, lag luôn kìa. Ping của em lên trên phẩm đây. Ok em. Đây mọi người. À, khúc cuối của mình lag như điên rồi. Thấy ai em lấy top 1 thì chạy do bị thao luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.